ý đồ của Tô khống chế tổng, kiểm soát trung ương đảng. Ghế chủ tịch nước lâu nay chỉ là chiếc ghế mang tính lễ nghi, không hề có thực quyền. Nó được xem là chiếc ghế hữu danh vô thực. Hầu hết những người bị đẩy vào chiếc ghế này đều là những người thua cuộc trong các cuộc tranh đoạt ngôi vị tổng bí thư. Lâu nay người dân vẫn gọi ghế này là giải an ủi, chỉ là gỡ gạc đôi chút sau khi để tuột mất số độc đắc, tức là ghế tổng bí thư, ghế quyền lực nhất của đảng. Lên ghế chủ tịch nước, Tô Lâm có thể rơi vào một trong hai khả năng. Một là thành cá nằm trên thớt, hai là thành hổ chắp thiên cánh. Thế cá nằm trên thớt xảy ra khi mọi toan tính của Tô Lâm để gây dựng quyền lực cho nhóm Hưng Yên đều thất bại. Còn thế hổ được chắp thiên cánh là khi Tô Lâm thành công với mọi vị trí mà ông nỗ lực sắp xếp lại cho đàn em Hưng Yên của mình. Cho đến nay, thế của Tô Lâm không phải là thất bại hoàn toàn mà cũng chưa phải là thành công mỹ mãn. Mới đây, Bộ Chính trị đã chính thức công bố Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Đây là một thành công lớn và là một trong hai nước cờ quan trọng mà Tô Lâm đang nỗ lực thực hiện. Nước cờ còn lại là đưa Lương Tam Quang lên làm Bộ trưởng Bộ Công an. Cho tới thời điểm này, kế hoạch của Tô Lâm xem như đã thành công được 50/50, còn 50% còn lại thì phải chờ kết quả đấu đá. Như vậy, cho đến thời điểm này, có thể nói Tô Lâm khó mà thành cá nằm trên thớt. Ông vẫn đang làm chủ cuộc chơi và rất có thể Tô Lâm sẽ là một chủ tịch nước quyền lực nhất từ trước đến nay nếu thành công đưa Lương Tam Quang lên ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Ngay từ khi mới nhậm được chức Bộ trưởng Bộ Công an vào năm 2016, Tô Lâm đã manh nha tạo ra luật chơi mới cho mình. Đến đầu năm 2024, ông đã cho quân bắt bớ hàng loạt tham quan cấp tỉnh mà không đợi Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Trần Cẩm Tú. Đánh nhanh, đánh úp và đạp đổ quy trình của ông Tổng, xem như Tô Lâm đã tạo ra luật chơi mới cho mình. Như vậy, câu hỏi đặt ra là khi Tô Lâm ngồi ghế chủ tịch nước, ông có tiếp tục tạo ra luật chơi mới hay không? Hay ông an phận thủ thường như bao đời chủ tịch nước khác trước đây, chỉ đi tiếp khách và làm lễ nghi? Tô Lâm vẫn đang tiếp tục thực hiện ý đồ và mới chỉ thành công được một số vị trí. Nếu thành công ở vị trí Bộ trưởng Bộ Công an, thì việc Tô Lâm tiếp tục tạo ra luật chơi mới là hoàn toàn có thể. Và bằng cách này, Tô Lâm đã làm cho các nhóm lợi ích phải khiếp sợ và phục tùng. Có khả năng với bản chất võ biển, Tô Lâm sẽ áp đặt bạo lực mạnh hơn so với thời Tổng Trọng nếu ông có đủ quyền lực. Có lẽ trong triều đại của Tô Lâm trên cương vị chủ tịch nước, ghế này sẽ không là ghế hữu danh vô thực nữa. Ý đồ của Tô Lâm là cài người vào ban bí thư để kiểm soát phe tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và chiếm lấy ghế Bộ trưởng Bộ Công an để cho đàn em Hưng Yên, rồi mạnh tay quẳng những kẻ không phục vào lò. Vừa khống chế được tổng bí thư, vừa khống chế cả Trung ương Đảng, ý đồ của Tô Lâm đã hiện lên rất rõ ràng. Thế mạnh của Tô Lâm là bắt người bỏ tù, điều tra sân sau moi ra vết đen quan chức, thủ sẵn như là thứ vũ khí lợi hại dùng để điều khiển đối tượng. Và Tô Lâm cũng chỉ có thể dựa vào thế lực này để xây dựng sức mạnh chính trị. Sự lớn mạnh của Tô Lâm đồng nghĩa với việc tất cả đều bị đe dọa. Không chỉ có toàn dân bị đe dọa nhiều hơn, bị bắt bớ nhiều hơn, mà toàn đảng cũng đang bị đe dọa. Đấy là viễn cảnh nếu Tô Lâm thành công 100% trong việc bố trí quân cho nước cờ lớn của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin ý đồ của Tô Lâm khống chế tổng, kiểm soát Trung ương Đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Nóng, quân Tô hốt sư Thích Minh Tuệ rồi phao tin thầy tự nguyện dừng khuất thực. Từ sáng sớm ngày 3 tháng 6, cộng đồng mạng đã hoang mang vì sư Thích Minh Tuệ và đoàn đi bỗng nhiên biến mất không dấu vết. Đến trưa ngày 3 tháng 6, báo chí nhà nước đồng loạt thông báo sư Thích Minh Tuệ tự nguyện dừng khuất thực. Một khi các tờ báo quốc doanh đồng loạt đưa tin với cùng một nội dung y chang như nhau,
thì chính là chỉ thị của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà cụ thể là Ban Tuyên giáo. Từ nhiều ngày qua, người dân luôn theo dõi sát sao hành trình của thầy Thích Minh Tuệ, nhưng không hề nghe thấy nói gì về việc dừng khất thực. Nhét chữ vào mồm người khác là hành động quen thuộc của chính quyền Cộng sản. Họ độc chiếm truyền thông trong nước, nên họ muốn nhét chữ vào mồm ai thì họ cứ nhét luôn. Sư Thích Minh Tuệ đi khất thực học theo gương Đức Phật Tổ ngày xưa. Sư không nhận tiền, chỉ nhận thức ăn chay vào bữa sáng mỗi ngày để nuôi dưỡng cơ thể. Chính việc giữ giới theo gương Đức Phật đã khiến thầy tỏa sáng một cách tự nhiên. Người dân quý mến thầy đi theo thầy, chờ đón thầy ngày một đông. Nhiều người tự nguyện theo chân thầy học tu. Sư Thích Minh Tuệ được xem là hình mẫu của bậc chân tu buông bỏ, khiêm nhường và từ bi, đối lập hoàn toàn với thành phần sư quốc doanh đang ngày ngày giao giảng những thứ tư tưởng mê tín dị đoan, kêu gọi cúng dường, lừa gạt, hưởng lợi từ dân chúng, xa rời lời dạy của Đức Phật. Có ông sư, cụ thể là Thích Chân Quang, còn dám sửa lời Phật dạy và áp đặt những quy định của riêng mình cho đám con nhang đệ tử ngu muội, cực kỳ nguy hiểm cho xã hội. Đã từ lâu, giáo hội Phật giáo Việt Nam trở thành một cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản. Họ tự ý ghép chủ nghĩa xã hội, một thứ chủ nghĩa phi nhân của Đảng, vào chung với đạo Pháp. Qua đó họ phá nát đạo Pháp, giáo luật, những ông thầy tu do tổ chức tôn giáo này nặn ra, bị người dân gọi là thợ tu. Có thể nói giáo hội Phật giáo Việt Nam chẳng khác nào một tổ chức ma đạo, tà đạo, làm méo mó Phật Pháp từ trước đến nay. Chỉ có ma đạo mới sợ chánh đạo, chỉ có giả tu mới sợ chân tu. Đó là lý do tại sao giáo hội Phật giáo Việt Nam nhanh nhẩu ra công văn khẳng định sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo. Họ sợ dân theo đường chân tu của sư Thích Minh Tuệ mà quay lưng với họ, nên họ giành độc quyền tu hành về phía mình. Nhưng qua đó họ càng bộc lộ bản chất ma đạo, giúp cho người dân nhận ra sự thật và thức tỉnh. Sức hút mạnh mẽ từ sư Thích Minh Tuệ đã khiến cho chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam sợ hãi. Họ sợ một đám đông không vâng lời họ, họ sợ một đám đông mà họ không có khả năng kiểm soát. Và đó là lý do để họ ra tay, dùng quyền lực công an và sắp đặt mưu mô để ngăn chặn hình ảnh của sư Thích Minh Tuệ đến với công chúng, và dẹp đoàn khất thực đi theo sư trong sự im lặng. Tuy nhiên, một số hình ảnh đã rõ rỉ. Cũng trong ngày 3 tháng 6, rất nhanh trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chiếc xe cảnh sát của Thừa Thiên Huế mang biển số 75A06675 chở những thành viên trong đoàn khất thực. Tiếp theo là hình ảnh thầy Thích Minh Tuệ lấy dấu vân tay tại đồn công an cùng một số lời tường thuật của những thành viên trong đoàn, cũng như các YouTube sau khi ra khỏi đồn công an. Với người Cộng sản, những gì không quản lý được họ sẽ cấm, sẽ dẹp bỏ, kể cả trường hợp cần dùng đến sức mạnh. Đồng thời, họ rất sợ người nổi tiếng, hiệu ứng đám đông. Nếu những điều đó không nằm trong ý đồ của họ hoặc vượt quá khả năng kiểm soát của họ. Vì vậy, nhiều nhà hoạt động, những người từng bị công an câu lưu, thẩm vấn để đoán trước được sự việc, công an sẽ ra tay với sư Thích Minh Tuệ và đoàn tu tập đi theo. Một số người thì cho rằng hành động dẹp bỏ đoàn khất thực của sư Thích Minh Tuệ nhằm cứu vãn bộ mặt của giáo hội Phật giáo Việt Nam, bởi nó bộc lộ hết sức sự nhem nhuốc khi bậc chân tu xuất hiện. Tuy nhiên, sau ánh sáng của thầy Thích Minh Tuệ, giáo hội Phật giáo Việt Nam khó có thể lấy lại mặt mũi trước công chúng. Dùng bạo lực chỉ khiến cho người dân ngán ngẩm hơn, bất mãn hơn và căm ghét hơn mà thôi. Sẽ không thể xây dựng được một nhà nước tử tế theo cách như thế, sẽ không thể xây dựng được một hội Phật giáo tự nhận là chánh đạo theo cách như vậy. Nhà nước này vẫn luôn hô hào về thứ tự do tín ngưỡng, nhưng phải theo ý tao. Tức là thiếu tín ngưỡng được tạo ra từ những ma tăng như Thích Trúc Thái Minh, Thích Chân Quang, vân vân, đang làm bại hoại đạo đức xã hội. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Nóng Quân Tô Hốt Ngài Thích Minh Tuệ, rồi phao tin thầy tự nguyện dừng khất thực. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de